khẽ cười khiến em thẹn thùng, áo trắng em bây giờ tan trường. Đạp xe nơi sân trường, tóc em buông dài, lặng thinh anh ngóng trông đã lâu. Ngồi ngẩn ngơ đứng nhìn, đánh rơi nụ cười, rồi anh sao xuyến chợt nghe vu vơ. Gần lại bên anh em nghe tim em ấm áp, là lần em nghe tim em vu vơ diễn ra. Đời em góc phố quên mình anh, chỉ mình anh và nỗi nhớ mong. Giờ có nhau đạp xe trên phố tan trường. Minh Vương, biết ai chưa? Là một cô gái rất là cute. Đúng vậy. Bây giờ chúng tôi sẽ hỏi, tại vì ở đây mình cùng có một cái trận chiến dưới đây nữa mà. Đúng rồi anh. Tôi sẽ hỏi. Ghé vào tay nha. Ghé vào tay nè, ghé vào tay. Rồi, ghi nhận một cái tên. Rồi, ghi nhận một cái tên. Rồi, rồi. Ủa sao ba người cùng tên vậy? Dạ, chị... nếu mà ba người cùng tên là rất nguy hiểm nha. Vì nếu mà tôi đoán chính xác là ba người này bị phạt chắc luôn. Em nghi lắm anh. Rồi, nghe, nghe. Khác nha. À, khác. Đúng không? Khác. Hợp lý đúng không? Khác. Mà cái khả năng của em là cao nhất. Đó. Gì hả? Ôi, hay vậy trời. Họ đều có một cái tên trong đầu hết rồi. Quan trọng là chúng ta nói chuyện tiếp nè. Em ơi, cho anh hỏi là em có nhỏ tuổi hơn anh không nhỉ? Em chào anh. Trùng với anh á, giọng người Bắc á. Giọng người Bắc á. Bắc đấy. Cái cô này cô nói giọng dùng nào cũng được. Wow. À, em thử nói giọng miền Nam cho anh nghe nè. Miền Nam. Miền Nam, miền Nam. Tức ghê á, tức thiệt sự luôn á. Trời ơi, cái này khó quá. Bây giờ đây nè, tôi công bố luôn nè, đáp án của anh Tú nói nhỏ vào tai Trường Giang, đây chính là Hòa Minzy. Vì Tú rồi, là nhắn là Hòa Minzy là đúng rồi, chuẩn rồi. Tú là chơi thân với Hòa. Và cái giọng của Hòa là một cái giọng là nhái ai cũng được luôn. Và nhân dáng này 95% là Hòa Minzy. À thì dáng người nhỏ đúng luôn mà. Tại vì em từng làm show chung với Hòa, em nghe Hòa nói giọng nam rồi giống vậy luôn á. Nhưng mà khi mãi cái bảng ở trên nó cũng đã có ghi rất là rõ là ăn gì đây. Nó chỉ có cái bài của chị Hòa thôi. Và cái dáng người cực kỳ nhỏ nhắn luôn. Anh sẽ hay là dáng... bánh giò. À không phải. Và tóc đỏ. Nhưng mà Hòa Minzy thì anh chưa thấy Hòa Minzy đánh đàn bao giờ cả. Lỡ thì tình tiết người ta thêm vô, thêm thắt thêm vô. Nhưng cho mà nó... cái em nói anh nghe nè, cái đánh đàn đó là đánh ba người. Nhìn mặt mấy người ở dưới này anh không tin lắm. Anh không tin lắm. Hòa Minzy là không biết đánh đàn. Em chơi với cả Hòa từ xưa rồi. Hòa có một đợt trong band đánh nhạc cũng là một vocal xịn luôn của đó. Một band nhạc. À. Thì em thấy là cũng có xương xương cô bé đó trong hình ảnh rồi. Thế nhưng mà có một cái điểm là Hòa rất ít khi mặc đồ trắng. Ít khi thôi chứ không phải là không bao giờ nha. Bộ đồ của chương trình đưa lên mà anh. Không, đây là bộ đồ của... Không, đồ của chương trình. À, bộ đồ chương trình. Tất cả những đồ mà nhân vật bí ẩn mặc đều là đồ của chương trình. Để cho ra một cái nhân dáng mà mình phải khó nhìn hơn. À. Chứ còn nếu mà mặc mà dễ nhìn thì chơi làm gì. Ủa nhưng mà Hòa là người thân anh thân mà đúng không? Hòa thì ngày xưa có anh bằng chú. Bây giờ có yêu cháu người yêu anh ngày xưa. Dạ. Cháu của anh. Dạ. Bằng chú. Vậy bây giờ anh có cái điểm gì quan trọng anh có thể hỏi được mà. Cháu ơi. Chú hỏi cháu ngày xưa. Lần đầu tiên chú gặp cháu ở đâu? Lần đầu tiên là em có thu cho Hòa Minzy là hồi đấy là Hòa còn học cấp 2. Đúng rồi. Đấy. Ừ. Cho chú hỏi là học cấp 2 chú gặp cháu là hồi năm bao nhiêu ấy nhỉ? Anh Vương với em gặp nhau năm 2019 á, không phải Hòa. Ừ, chắc Hòa nói thật. 2009. Chắc Hòa nói thật à. Nhưng mà lỡ có thể nó trả lời sai. 2009 là đã gặp Hòa rồi. Hồi đấy là Hòa cùng nhóm nhạc với cả Hoàng Yến Chibi. Đúng rồi. Đấy. Bây giờ mọi người vẽ rất là nhiều rồi. Anh chỉ có anh suy nghĩ nhưng thôi. Mà cái bài xe đạp này thì anh nhớ là ngày xưa là cùng thế hệ anh mới biết bài này cơ. Không, em cũng biết. Rất nhiều người biết. Bây giờ rất nhiều người biết. Có ca khúc này, ca khúc rất là nhiều, những người bạn còn học sinh hát lại. Tay này không phải tay của Hòa. Hả? Tay này không phải là Hòa, cứ nghe toàn nghe này không lẽ giờ lên chương trình
diễn tả đúng rồi, đáng đúng anh còn đoán ra được chị Tú mà. Sao tự nhiên em lại bị lạc một xíu nhỉ? Để cho dễ đoán nha. Dạ. Minh Vương xem mặt đi. Ủa? Cái này xa rồi, cái này rồi xa. Bây giờ vậy, chúng tôi xin mời nhân vật bí ẩn mở mặt nạ. Khả Như và Phạm Thu Quỳnh đoán chính xác. Em đoán sai rồi. Diễn xuất, diễn xuất, diễn xuất cho tất cả là diễn xuất nha Minh Vương nha. Tú ơi, ủa đi đâu vậy Tú? Em thấy là mình không nên ở đây nữa. Chuyện chạc quá. Em ơi, cho em xin miếng khăn giấy cho anh Tú nè. Đừng về nhà, hôm nay dài quá. Nhưng mà thôi, ngồi đã. Trời, quá là mệt mỏi luôn. Xin chào chương trình và xin chào các anh chị trong chương trình và xin chào quý vị đang xem chương trình ạ. Dạ vâng, chào đêm nào lao sao ạ. Giọng này là đoán được một tí rồi nha. Xin chào anh Minh Vương. Anh à? Gọi mình bằng anh à? Anh. Đúng rồi, ông già rồi ông ơi. Cho anh hỏi em mắt một mí hay mắt hai mí nhỉ? Em đang là hai mí ạ. Mí à? Mắt em bây giờ to lắm ạ. À, thế có đi cắt mí, ngày xưa là một mí đấy. Dạ, em chưa phẫu thuật ạ. Nguyên bản hai mí, kiểu nguyên thế. Bản hai mí, nhưng mà Tú đoán sai mà, bây giờ anh không tin em được. Ủa gì lại tin tươi hả? Em tin anh. Trời ơi, Tú đoán đúng đấy. Cái cô này á là cổ có cover lại một bài hát của một nam ca sĩ khác mà tôi vô tình tôi coi được một đoạn đó, chỉ có 3 phút thôi, ở trên YouTube. Mà tôi rất là thích cái đoạn cô hát cái bài đó, hay lắm. Bài gì anh Giang? Nói ra biết sao. Thì lát nữa tôi sẽ nhờ cô hát một đoạn bài đó cho mọi người cùng nghe. Hay lắm, tôi thích cái đoạn đó. Một ca sĩ nổi tiếng của cô vừa là cái bài đó trên một cái sóng truyền hình, hay lắm. Anh Vương ơi. Anh đây, anh đây. Gần đây hay mưa nắng thất thường, anh có còn nhớ em có một ca khúc về mưa không? Một ca khúc về mưa á? Mưa của em for you quá anh. Mưa của anh đúng không? Em có hát bài này không? Dạ anh có, và em cũng có hát bài mưa. Cô này có một bài mưa rất nổi tiếng, tựa đề là mưa to quá. Cảm thán quá. Không, một cô này là rất giỏi nha, hát opera được luôn. Wow. Em đã biết em chưa? Em có hát được cả dân ca không? Có luôn. Có luôn. Đấy, tay thế kia là biết là có rồi. Dân ca. Hát dân ca rất hay đúng không? Dạ đúng rồi. Dân ca Bắc Bộ. Em hát một đoạn dân ca Bắc Bộ cho anh nghe được không? Làng Quan Họ quê tôi chốn xa xôi. Sợ sương sương thôi. Có một cái tên trong đầu chưa ạ? Tên thì bây giờ vẫn đang trong đầu là Hòa Minzy. Bạn này trong một cái nhóm. À. Nhóm có 3 người. Dạ, dạ vâng. 3 người ngày xưa dạ. Có Hoàng Yến Chi Bi. Dạ, ngày xưa em thành lập nhóm từ bé xíu ạ. Nhưng mà họ nghe chữ Bi gọi anh bằng bác cơ. Bạn này hồi xưa là trong trung tâm văn hóa quận nhất. Nhóm đó tên là nhóm Chim Sơn Ca. Với lại là người này là thần tượng của rất rất là nhiều cỡ tầm tuổi em hồi trước luôn á. Hơn tuổi em. Dạ, hơn tuổi em. Còn cái tên chị ạ? Tên cuối cùng là? Em gợi ý nãy giờ rồi nhưng mà anh không có nhận ra em. Em buồn lắm. Tên cuối cùng là? Là? Lương Bích Hữu. Lương Bích Hữu. Ủa gì kỳ vậy? Tự nhiên Hòa Minh Chi vừa qua Lương Bích Hữu. Em nghe giọng em thấy cute quá, em lại nhận ra giọng. Cái giọng rất là mỏng, dẹt 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 mà rất là cute. Mà Hòa Minzy thì giả giọng nhưng mà vẫn có độ dày hơn. Thì em đoán là Lương Bích Hữu, mà Lương Bích Hữu trong nhóm nhạc. Hồi nãy giờ đoán một người mà mình không nghĩ tới luôn á. Thiệt luôn á, anh làm tụi em khóc giữa đại lộ luôn á, thật sự. Đoán lại đi ạ, cho cơ hội cuối cùng ạ. Anh phải nghe con tim của mình anh ạ. Con tim của mình luôn đúng. Con tim hay là nghe lý trí. Con tim của anh vẫn là Lương Bích Hữu. Tại sao anh chắc? Anh chắc chưa? Anh chắc rồi. Chắc chưa? Chắc rồi ạ. Âm nhạc. Thấp thoáng thấy
trên môi không nói ra. Ngày nào nụ cười em bé thơ, bên em bạn bè cùng tay lá, giờ chợt em đã lãng xích. Một lần bên em hát, nắng gió sang trường vui đùa, ngồi tựa vai nhau, anh đưa em qua bao con phố. Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi. Nụ cười anh cho em ngàn mơ ước. Rồi mùa thi chợt đến, bồi hồi nhìn phượng rơi, đợi chờ một chút mưa cho đôi mình được đứng bên nhau thật lâu. Giờ trên từng bước chân cuộc đời, anh đã có một người để ngắm chờ. Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu, ngồi ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười. Rồi anh sao xuyến chợt nghe vu vơ, sân trường vui đùa, ngồi tựa vai nhau, anh đưa em qua bao con phố. Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi. Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước, đừng chừng em bên nhau thật lâu. Thưa quý vị, Minh Vương đoán chính xác. Lương Bích Hồ. Chi chính xác, Minh Vương chính xác, người không chính xác duy nhất anh Tú. Và mọi người hồi nãy đoán là Lương Bích Hữu, chỉ có mình Tú đoán là Hòa Minh Di. Theo như là chị biết á, là Tú là thường có hát trong chương trình của Hòa Minh Di đúng không? Dạ đúng rồi ạ. À, nhưng mà như vậy thì Minh Di sẽ buồn đấy. Đúng rồi đấy, hỏng rồi. Anh Tú ngày hôm nay là tan nát, chơi thân các kiểu rồi hát chung các kiểu mà đoán không được. Mặc trong cái đó giọng Lương Bích Hữu nè. Đây nè, Lương Bích Hữu nghe dã man nhờ, rất là tự tin mà dưới này đoán đã hết luôn, như đoán đúng luôn hả? Em nghe anh cái đây em biết, ồ chị Hữu mà. Anh Vương, anh Vương thì sao anh có thể nhận ra được anh Vương? Thật sự Quỳnh đoán liền đúng không? Quỳnh đoán liền rồi. Chị phải làm như vậy, tập cho em quen hiểu không? Thì đó, tập quen với những thất bại đúng không chị? Người bị phạt duy nhất là anh Tú, lát nữa sẽ phạt sau. Bây giờ tôi hỏi lại một lần nữa, sao mà biết được Lương Bích Hữu? Có cái gợi ý trong nhóm nhạc mà đánh đàn guitar, em nhớ có bài Dầm Trong Tim ngày xưa Lương Bích Hữu. Wow. Rồi. Vì dầm trong tim em cứ thế nhói đâu khi đợi chờ. Mà em đã từng phối cover lại bài đấy cho nên em rất là nhớ, ngày xưa nghe Cô Gái Trung Hoa cũng rất là nhiều. Đúng rồi, hồi nãy Lương Bích Hữu rất là phép đây là gợi ý quá trời gợi ý luôn. Đúng rồi. Thật ra là Hữu cũng có trong nhóm từ nhỏ, đó là lúc mà Hữu đi Búp Sen Hồng là đã có nhóm rồi để đi thi. Búp Sen Hồng mà, chứ phải là Chim Sơn Ca đúng không? Anh lộn. Và cũng như là ngay cái lúc mà chia sẻ ở trên cái clip á, ở trong đó thì cũng có nhấn nhá một chút xíu, chẳng hạn như là tóc hồng nè, Hữu cũng đã từng để tóc hồng, cũng có cầm guitar, cũng có cái phía sau background có cái phần mà bánh á. Nếu như ai mà theo dõi trong cái fanpage của Hữu á thì cũng có thấy qua là gia đình Hữu cũng có nướng qua bánh nè, và có kinh doanh qua bánh, cho nên là cũng biết. Wow, nãy tôi nói vô tình mà đúng luôn. Như vậy là Minh Vương là người cuối cùng sẽ được đội cái vương miện, mời trao lại cho hoa hậu mới. Tân tân, đây là em đội dân dân. Cái này là có nhiều quyền lợi lắm đó nha, lát mình bắn cái cần đội đẹp cho anh á. Ở trên đi. Ok không? Rồi. Ôi, giống Tôn Ngộ Không. Cái tóc bầm 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 ở phía trên này anh, xong rồi kiểu đăng 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 đăng.
đằng 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 đằng. Còn bây giờ là nói về Lê Bích Hữu. Hồi nãy Trường Giang có nói là có một nghe một đoạn nhạc cô ấy cover lại trong một chương trình trên sóng truyền hình, đó là cái bài của Ưng Hoàng Phúc. Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều. Hay lắm. Hát đoạn nghe chơi được không? Dạ. Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần? Có ai từng yêu mà chưa từng khóc? Đành đau xót thì tình quay gót, đành cầm nín nỗi buồn về kín, đành quên hết ân tình đã chết chắc thương được ai. Nếu không gặp anh đời ta đã khác nhiều rồi, biết yêu làm chi để em biết buồn ba. Vỗ tay. Em xin thêm đi, tại vì nãy nhắc cô gái Trung Hoa với Dầm Trong Tim em bị thích á. Có thể hát tiếp một đoạn Dầm Trong Tim cũng được, cô gái Trung Hoa. Không, ở đây là chương trình thật sự là mọi người cũng đoán được Hữu. Hữu cảm thấy là rất là vui và cũng cảm ơn anh Trường Giang nãy giờ cũng cho mọi người biết thêm thông tin của Hữu mà chưa ai biết. Nãy giờ cũng có Khả Như yêu cầu Hữu hát bài khúc Dầm Trong Tim. Dạ. Cô gái Trung Hoa. Cô gái Trung Hoa đi. Cô gái Trung Hoa đi. Vương có biết không? Nếu cứ hát đi, nếu mà hát nếu, theo. Nếu mà biết hát ca khúc đó thì chắc là đồng em rap ca khúc em đúng không? Anh hay nói quá ai đi. Anh yêu em sao lại không nói ra hỡi chàng. Đã thích em rồi anh hay nói quá ai đi. Lòng này đã ngóc trong tim lòng. Anh con trai sao cứ lấp ló bên đường. Đi theo em hát bu la 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 la. Cho tim em xao xuyến như lúc anh cười. Theo em sao anh cứ như anh đang làm ngơ. Em Trung Hoa chỉ biết hát với mây trời, nhưng nay sao thấy tim chợt nghe xao xuyến. Em đâu hay anh đã cho thích em rồi, con tim không ngủ yên cứ như chờ mong. Đâu có ai biết gì, đâu có biết thế nào, lời anh nói cùng em hay anh đừng muốn em nhé anh. Khi chẳng thể hiểu nhau thì hãy cầm tay em đi anh. Hay quá trời. Hồi xưa là thông tin là cho Lưu Bích Hữu nghe là anh có lấy cái bài của em đi tấu hài, biết không? Lúc đi biểu diễn đó, hình như là cái khoảng thời gian đó là vô tình cũng có nghe thấy. Từ lúc em đi Vùi Vàng gì đó đó, nhớ. Dạ, là nhớ. Anh chế lại là từ lúc anh lên Sài Gòn, anh nhật mình anh nuôi heo á. Không, anh nuôi heo theo thời gian cũng đã quên em rồi á. Đó, hồi chưa vậy đó. Trời ơi. Bây giờ là không phải là nuôi bé heo nữa. Đó. Bây giờ là nuôi em bé. Đó, nuôi em bé. Rất là dễ thương. Và Hữu cũng mong là thông qua chương trình thì sau này Hữu có những ca khúc thì cũng được mọi người biết đến và cũng như là đoán được khi mà Hữu có tham gia một chương trình game show nào đó. I love you. Vừa rồi là những phần giao lưu vô cùng dễ thương. Ngay bây giờ là hình phạt dành cho anh Tú. Yeah. Từ lâu anh chị xem chúng ta như đôi bạn thân. Không, chắc lần này hình phạt đơn giản thôi. Dạ, đơn giản thôi. Vừa mang dép bông, vừa nhảy theo một bài nhạc được chương trình cung cấp. Yeah, dễ hả Tú? Đâu, cái đôi dép đó đâu có thẳng đâu. Rồi, mang vô đi ạ. Dễ thương cả. Music. Như này hả? Ghê quá à. Nhảy đây, nhảy đây. Đi. Khiêu gọi vô, khiêu gọi vô. Khiêu gọi vô. Đây là một cái hình phạt mà siêu dễ. Đây là hình phạt phụ thôi, bây giờ hình phạt chính. Hít đất ba cái. Ôi. Với Khả Như trên lưng. Với Khả Như trên lưng. Nói chung là chị hôm nay cũng vui quá ha. Tự nhiên chị cảm thấy hạnh phúc vô bờ, lâu rồi chị chưa cởi ai hết. Lâu rồi chị chưa cởi ai. Xuống đi ạ. Chị nha, không nhây nha, không dìm người em xuống nha. Đúng ba cái. Chị đến với chương trình vì chị quá đàng hoàng, chị mới được quay trở lại chương trình đó em. Rồi. Ngồi nhẹ nha, ngồi nhẹ nha. Bé này. Khả năng là sau chương trình này em sẽ thoát vị để đệm. Ngồi nhẹ nhàng nha. Nhẹ nhàng.
Rồi xuống ạ. Lấy lộn, chị lộn. Một, hai. Siêu không, siêu không, siêu không. Cái thứ ba này. Rồi, rồi xong. Cứu, cứu, cứu.